Người con hiếu thảo, con người thường chưa hiểu hết về nhau đã vội nghĩ người khác xấu là ta đã đánh mất đi cái từ trường lành của nhau mất rồi quý vị. Tôi chuyển nhà đến nơi ở mới không bao lâu, cứ mỗi ngày vào lúc trời gần sáng ở lầu trên vang ra tiếng đóng cửa rất mạnh, và kế tiếp là âm thanh của một chàng tiếng chân bước đi tinh tinh tang tang. Những ngày kế tiếp, tiếng đóng cửa cũng đúng giờ ấy vang lên khiến tôi không sao chịu nổi, chẳng lẽ phải lên lầu để tranh luận. Mẹ tôi khuyên, chúng ta mới chuyển đến, con làm như vậy, có thể hơi thiếu suy nghĩ và dễ làm mất lòng hàng xóm. Tôi suy nghĩ hoài và hỏi ý kiến mẹ, vậy thì chúng ta đi tìm trưởng dân phố, thử xin cô ấy giúp được không? Mẹ tôi đồng ý, cô trưởng dân phố nghe chúng tôi trình bày xong thì khuyên nhủ và an ủi tôi rằng, chị cố gắng chịu đựng tiếng đóng cửa của gia đình bất hạnh đó một thời gian. Nửa năm trước, người cha bị tai nạn xe qua đời, người mẹ bị ung thư, nằm dài trên giường không đi lại được. Tôi đoán, tiếng đóng cửa đó là của đứa con, nghĩ lại cũng thật đáng thương, xin chị khoan dung cho. Đúng vậy, cậu ta khoảng 16 đến 17 tuổi, trông thật thông minh. Tôi tự nhủ, phải cố chịu đựng thôi. Mấy ngày sau tiếng đóng cửa vẫn cứ như vậy, và rốt cuộc, tôi đành lên gõ cửa căn hộ nọ. Cậu bé đó ra mở cửa, hốt hoảng run cầm cập, xin lỗi tôi. Dì, cháu xin lỗi, sau này, cháu sẽ ráng cẩn thận. Tối hôm sau, tôi vừa thiu thiu an giấc thì tiếng đóng cửa quen thuộc đó lại vang lên đập mạnh vào tai nghe chát chúa. Mẹ tôi an ủi, nhẫn đi con, có lẽ thằng bé đã thành thói quen. Từ từ rồi nó sẽ sửa đổi. Mấy ngày kế tiếp, đúng như lời mẹ nói, tiếng đóng cửa đó biến mất. Tôi nằm trên giường nín thở lắng tai nghe, tiếng chân cũng nhỏ đi nhiều, bước đi nhẹ nhẹ xem ra rất cẩn thận. Mẹ, mẹ nói thật đúng, tôi vừa dứt lời, hai mắt mẹ tôi bỗng nhiên ngấn lệ. Bà nghẹn ngào nói, mẹ thằng bé trên lầu đã ra đi rồi. Mấy ngày qua, thằng bé ban ngày đi học, ban đêm đến quán ăn chạy bàn. Nó đi làm thêm để kiếm tiền chạy chữa cho mẹ, nhưng rồi bà ấy vẫn mất. Một tối nọ, bất ngờ tôi gặp cậu bé ấy ở cầu thang của dãy lầu. Nó cúi thấp đầu đau buồn bước đến gần tôi, nói, dì, chắc dì bị mất ngủ nhiều, mấy ngày trước, cháu làm ảnh hưởng giấc ngủ của dì, thật là có lỗi. Một lát sau, cậu bé nói như run lên, tiếng đóng cửa mạnh như vậy là do cháu cố ý. Mẹ cháu mỗi ngày một yếu, nói không được, khả năng nghe kém dần, cháu đóng cửa mạnh là muốn để mẹ biết được con mình đã về mà yên tâm đi vào giấc ngủ. Sau này, sẽ không còn nữa đâu. Cậu bé nói gì, tôi như không nghe được nữa. Lệ từ hai khóe mắt tôi. Cuộc sống của con người ai cũng tự suy nghĩ với hành động của mình, để thực hiện theo ý riêng của mình mà đâu có biết mình làm điều ấy mà không để ý nhà chung cư, nhà tầng âm thanh nó truyền xuống tầng dưới làm người khác khó chịu. Các cụ có dạy, nhất cận thân, nhị cận sân. Tất cả con người ở bên cạnh nhau, đến với nhau, gặp nhau ở quãng đời này dù là vợ, chồng, con cái hay cha mẹ, ông bà bạn học, bạn hàng xóm, bạn cơ quan, bạn đồng đội ở lính. Thậm chí cả là người tu hành, thầy tổ của ta, các thầy tu ở gần giường của ta, gần cốc của ta, đều là nhân quả ta đã được gặp nhau từ một kiếp nào đó. Duyên đủ kiếp người này ta đến bên nhau để trả nợ nhau mà thôi. Nếu vui vẻ, yêu thương nhau, ta sẽ trả nợ nhau, không ta lại mua lại cái khó chịu từ hành động. Thân hành, khẩu hành, ý hành của con người đang sống bên cạnh ta. Nên Đức Phật dạy, ta tìm bạn lành, bằng mình hay hơn mình, không thì sống một mình, không làm bạn kẻ ngu. Đức Phật còn dạy, ở bên cạnh mình đã có hai người trở lên là có hai suy nghĩ khác nhau mất rồi. Chỉ khi câu chuyện thời Đức Phật có ba tôn giả rừng sườn bò, họ sống theo ý của người kia. Nên họ sống lục hòa. Sống một mình có nghĩa là ta im lặng để họ khỏi quấy rầy, cho dù họ lấy công của ta để làm đẹp mặt người ở bên có nghĩa là họ khôn lỏi lịnh cha mẹ, cấp trên, hay cả thầy tổ của ta để họ muốn làm cho ta mất cơ hội tiếp xúc với mọi người để họ có quyền hành thực hiện cái ý nghĩ, hành động của sự phàm phu tục tử mà ta được biết xong ai là người xem xét lại cho ta đó quý bạn à. Vậy nên trưởng lão Thích Thông là có dạy, khi một người đến mét thầy nói lỗi của người khác với thầy, thầy phải xem xét lại ngay cái tâm của người đến báo cáo với thầy đã, chứ thầy đâu có tin ngay lời nói, xét tội vội của người kia đâu, còn họ có nói chính xác hay không đâu các con. Ở bên nhau luôn là không ưa thích nhau là cái bình thường của con người khi chưa hiểu về sống không làm khổ mình, sống không làm khổ người, sống không làm khổ chúng sinh đó quý bạn. Người đó mới là người tốt, còn khi họ có chửi mắng ta, lấy tiền, tài sản của ta, lấy công chuộc tội để mà không trả, âu là do nhân quả cả. Còn người cao chức hơn ta, kể cả cha mẹ, sếp của ta, thầy tổ của ta. Nếu ta tỉnh thức nhìn lại cuộc sống của họ nếu
là người đời còn thiếu một trong năm giới như còn ăn thịt chúng sinh thì họ đâu có được làm người. Là người tu hành còn ăn thịt, ăn uống phi thời, không ăn được ngày một bữa cơm trưa, còn cất dư tiền bạc trong người, trong tài khoản ngân hàng. Họ không lấy nghề đi xin ăn làm nghề duy nhất để giải thoát bếp núc theo lời Phật dạy. Trong trụ xứ không có cái bếp, là họ đang không tu theo pháp giải thoát của Phật Thích Ca Mâu Ni đó quý bạn. Đâu có hơn ta, thì ta khỏe nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng tuy là ác pháp, song ta có cơ hội xả tâm không bị ai phá ta dần dần đó quý vị. Nghiệp báo sớm đến với họ, gia đình họ, mạng của họ sớm thôi quý bạn. Sưu tầm và chia sẻ. Thích Đồng.